Chồng ơi, cái áo này. Lúc nào cũng vậy hết trơn vậy trời. Không quan tâm gì cảm xúc của mình hết á. Tao khổ quá à. Bình tĩnh, có cái gì đừng khóc. Phụ nữ khóc có đẹp hơn được không? Có cái gì tâm sự tao nghe xem nào. Chồng tao á. Sao? Mấy hôm nay lạ lắm. Lạ là lạ làm sao? Lạ nó có rất nhiều nghĩa. Mày nói cụ thể cho tao xem. Lạ làm sao? Thì... Vợ ơi. Dạ. Em lấy giùm anh cái cà vạt coi. Đây đây, em chuẩn bị sẵn rồi đây nè chồng. Vợ anh chu đáo quá. Cảm ơn vợ nè. Hôm nay có cuộc họp quan trọng á, phải mặc đồ cho lịch sự. Chồng vợ đẹp trai quá. Chồng vợ là số 1 rồi còn đây, gì nữa. Để em làm cho. Thôi từ từ. Đây. Sorry chồng nha. Nè. Tính ám sát chồng hả? Thôi được rồi. Để làm nè, trễ giờ rồi. Đẹp rồi. Được rồi ha. Nhìn chồng giống tài tử chưa? Đây, cái này. Anh quên. Đây. Anh đi làm nha. Dạ. Dạ. Rồi đi đi. Đâu rồi ta? Vợ ơi. Dạ. Em có thấy cái hồ sơ mà Hồng anh để đâu không? À, ở bên trong á anh, ở ngay học tủ trong cùng. Trời ơi, hồ sơ của anh á, anh để đâu em để đó, đừng có dẹp. Dạ. Học tủ trong. Chồng tìm ra chưa? Tìm ra rồi nè, anh đã trễ giờ lắm rồi. Lần sau đừng có dẹp gì đồ của anh hết. Cà ra bát của anh bị méo kìa, để em chỉnh lại cho. Trời, cái áo chấm bi này hôm nay không có được mặc đâu. Tại vì hôm nay kỵ màu trắng anh à. Thế mặc màu vàng nó mới may mắn. Em coi em nè, chỉnh cà ra bát mà chỉnh dây. Tại vì em thấy cái áo sơ mi này em muốn đổi áo cho anh. Để em đổi thử cái áo này được không nha. Anh ơi, anh thay cái áo này đi, em thấy cái áo này nó hợp hơn nè. Anh nói là không cần nữa, anh đã mặc đồ vô rồi. Nếu em thương anh á, em chuẩn bị ngay từ ban đầu đi. Sáng sớm không thấy mặt đâu hết. Vậy em đổi cà vạt cho anh nha. Chồng ơi. Chồng. Trời ơi. Thì mình muốn nhanh chóng vào trong. Thế nhưng mà vào trong được rồi thì lại nhanh chóng muốn ra ngoài. Mày hiểu không? Trạng thái của chồng mày bây giờ là gì? Là chán cái cuộc sống hôn nhân này rồi. Nói thẳng ra là ông thỏa mãn quá. Nên là bây giờ chán cơm thèm phở đấy. Mày biết không? Hả? Ý mày nói là chồng tao ngoại tình hả? Sáng sớm á, chuẩn bị cà phê cũng không chuẩn bị. Nước nồi nguội. Alo. Anh nghe nè. Chờ anh chút xíu đi. Vợ của anh á phiền phức quá trời luôn. Anh ra khỏi nhà giữ lại. Đòi thay áo này, thay cà vạt nọ. Chờ anh chút xíu nha. Bây giờ anh tới liền với em nè. Em ơi, thôi khỏi đi. Tôi gấp lắm rồi, tôi đi đây. Yeah.
mình chịu hết nổi rồi. Lý do ly hôn ngoại tình. Mình không có chứng cứ làm sao mà ngoại tình được chứ. Hết thương, không hòa hợp, đồng sàng dị mẫu. Trời ơi, ly hôn là gì? Là mình ghen hả? Mình đâu có ghen đâu. Do người ta phản bội mình mà. Vợ ơi, vợ, vợ chưa về hả? Chắc chắn vợ mình sẽ bất ngờ. Kích thành lỗ tai. Vợ nhận được món quà này, vợ sẽ bất ngờ. Vợ sẽ làm gì ta? Ôm chầm lấy mình, hôn thật sâu, nụ hôn thật nồng cháy. Kỷ niệm ngày cưới cũng chính là ngày hấp hôn của đôi ta. Vợ yêu ơi, anh yêu em nhiều. Đơn xin ly hôn. Không thể chối cãi được nữa rồi. Bằng chứng đây nè, viết thư tình nữa ha. Bồ nhí nào may mắn dữ vậy ta? Vợ yêu của anh, thời gian vừa qua anh bận công việc nhiều nên không có thời gian quan tâm tới em. Chắc là em buồn lắm đúng không? Em nè, hôm nay á là kỷ niệm ngày cưới của anh và em. Anh chọn những bông hoa hồng này để minh chứng cho tình yêu anh mãi mãi dành cho em. Em hãy luôn tin tưởng ở anh, đừng bao giờ suy nghĩ lung tung về anh nha. Còn món quà này á, màu đen, màu của quyền lực. Anh luôn muốn vợ của anh là người chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim này. Sao mình lại có thể suy nghĩ như vậy được chứ? Ủa? Cái tờ đơn đâu rồi? Trời, mong là chồng mình không thấy. Chết rồi, để ở đâu? Dạ. Anh... món quà anh tặng em á, em thích không? Em thích lắm. Nè anh ơi, hả? Anh có thấy cái gì em để trên bàn nãy giờ không? Thấy cái gì? Cái
Anh biết không, mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều quá. Kịch bản thì dồn dập, deadline dồn dập, đầu óc em á, nó giống như là bị stress á. Rồi không có ai tâm sự, chồng thì đi làm suốt ngày, em đi ra đi vô đi vào, em cứ biết là viết kịch bản rồi nói chuyện với cái bàn cái ghế. Em không có tỉnh táo, cho nên đôi lúc á em viết bậy viết bạ, rồi có khi cái tay em viết mà cái lòng em nó không nghĩ tới đó. Rồi nói chung là em không có cố tình như vậy đâu. Vợ nè, em nói cái gì vậy? Em viết cái gì? Viết cái gì mà tay viết mà lòng không có suy nghĩ? Chồng không biết gì hết hả? Biết gì? Chồng không thấy gì hết hả? Anh thấy gì đâu. Nè, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai chồng mình nè. Hoa màu hồng em thích. Sao vậy? Sao tự nhiên em khóc? Vợ không nhớ, mà chồng nhớ. Chồng tặng quà cho vợ. Vợ xin lỗi chồng nha. Em nè, anh cũng có lỗi. Thời gian vừa qua anh lu bu công việc nhiều quá. Công việc cũng đem về nhà làm, stress nhiều, không quan tâm, lo lắng cho em. Anh biết là em buồn anh lắm. Nhưng mà vợ chồng mà, có chuyện gì á thì phải chia sẻ với nhau. Thời gian không có nhiều bên nhau, nhưng có thể lúc mà hai vợ chồng mình ở bên nhau buổi tối, đầu óc tê gối, em có thể chia sẻ mà. Chứ mỗi người có hướng đi một nẻo á thì làm sao giữ được hạnh phúc hôn nhân gia đình. Chồng ơi, em xin lỗi anh. Anh biết mà, vợ của anh là số 1. Ê, nè, nè, đây là quà cho em nè. Đây nữa. Anh có đặt tiệc sẵn rồi. Tối nay á, hai vợ chồng mình sẽ ăn tiệc kỷ niệm ngày cưới. Em chịu không? Còn bây giờ thì đi thay đồ đẹp đi. Anh đi, em đi nhé. Thế mới nói, có những vấn đề bị đẩy quá xa là do sự tưởng tượng của bản thân mình. Nên khi có chuyện, hãy bình tĩnh, tỉnh táo mà đánh giá.